Tôi xuống cái thử luôn. Rồi theo anh biết là chị Hà có biết bơi không nha? Có vợ ông lộn được. Dạ, chị Hà là... Bà con nghe đoạn này nè. Có nghĩa là chị Hà có biết bơi. Anh nói vợ ảnh lội được. Bà con nghe rõ đoạn này. Có nghĩa rằng trong một cái vấn đề và trong những khoảng cách thời gian nó vô cùng nhỏ, có nghĩa là mình tính bằng giây chứ chưa tính bằng phút nữa, nhưng mà anh Tuấn lại có hai lời nói rồi. Anh Tuấn có hai lời nói rồi nha. Cho nên bà con nghe những cái vấn đề này, chịu khó nghe những cái vấn đề này, chúng ta nghe trong liên quan những cái sự việc nó quan trọng ở đây, chúng ta đừng có nghe lướt mà nghe rồi cái như là nhớ nhớ như thế, rồi kể như là chúng ta cái như mới có những cái mà phán biện lại anh này được. Rồi theo anh biết đó, là chị Hà có biết bơi không nha? Có vợ ông lộn được. Dạ, chị mà tại nó đang yếu mình. Dạ. Chị lại đi nửa xong ha, có cơ nặng nghe luôn đó. Cái này luôn đó. Cái gái đó là cái nhà là có bài trà cẩm mà nấu. Cẩm có hàng. Có nhớ đến vàng từ 574 tấn. Dạ. Sao anh dở cái đầu ra? Anh cạo sao? Theo lời con gái nói là mẹ lúc đó là vẫn bình thường, mẹ không đâu, mà anh Tuấn anh bảo rằng cái như là vợ anh đâu, lúc đó đang yếu trong người. Đó là một trong những cái là mình thấy là giữa hai cái lời nói giữa con bé và ảnh thì chúng ta chắc ăn là phải có một người đó đúng rồi. Nhưng mà mình thấy là cái điều nó vô lý. Chị Hà là theo anh Tuấn đó là người biết bơi nha, bơi được, bơi giỏi đó. Câu hỏi của con, một người biết bơi mà xuống nước như khoảng thời gian vừa rồi mà tất cả bà con cùng tôi là cùng tính với nhau đó, thì có vỏn vẹn 4 phút. Mà 4 phút mà chết đi thôi, khó chết. 4 phút rất khó chết. Nhưng mà qua anh Tuấn ảnh lại mô tả thêm một lần nữa, có nghĩa rằng kể như là cái thời gian mà ảnh vòng vòng để anh chờ vợ ảnh lên xuống thế nào là mất từ 10 đến 15 phút. Thì cái mốc thời gian nó đã phá vỡ cái mốc thời gian đó. Cái nhất, cái thứ hai, có một số bà con có những thông tin là cái như là cũng nói rằng con bé con của chị Hà là nó nghe cuộc gọi là ngày hôm trước. Vấn đề thứ hai là bà con cũng đặt ra một cái giả thuyết thứ hai đó là có người nào đó là gọi là giả giọng chị Hà. Cái điều này là không thể, có nghĩa rằng cái cuộc gọi thì nó vẫn hiện là cái ngày tháng ở đó, đúng không chị? Và bất kỳ cái lịch sử cuộc gọi Zalo hay là Facebook hay Messenger đều tất cả là nó sẽ hiện lịch sử cuộc gọi, đúng không ạ? Thì cái vấn đề con bé này là nó đã học tới 12 đó, chứ không phải là nó một đứa lớp 3, lớp 4 chi mà nó trả lời thì nó không có chính xác về thời gian. Thì chúng ta phải khẳng định rằng đó, về thời gian tôi rất tin ở chỗ Bê Linh, nó xác nhận là đúng, có nghĩa rằng nó là một người cũng trình độ 12 rồi đó, chứ không phải là một đứa trẻ. Thì cái mốc thời gian thì tôi đảm bảo quý bà con, Bê Linh nó trả lời mốc thời gian là đúng. Còn cái vấn đề thứ hai, nó là giá giọng nói của chị Hà, tôi phản bác luôn, cái điều đó không phải. Có nghĩa là một đứa con gái nó hay tiếp xúc với mẹ nó, đúng không vậy? Nó hay tiếp xúc với mẹ, có nghĩa rằng hai mẹ con rất thân thiết, hàng ngày cũng điện cho nhau, cũng hỏi thăm, cũng hỏi sức khỏe. Mà chẳng lẽ bây giờ cái cuộc gọi đó có phải là mẹ của nó hay không mà nó không nhận ra? Ở đây bà con phải khẳng định rằng cuộc gọi này là cuộc gọi kể như là có nhận cuộc gọi, có nói chuyện, cái thời gian là 3 phút là 50 giây hay bao nhiêu đó, có nghĩa rằng hơn 3 phút. Tôi nhớ cái số giây thì nó không rõ, chứ tôi nhớ là hơn 3 phút. Có nghĩa rằng bản thân con bé Linh này nó biết người nào gọi cho, chứ không phải nó không biết. Nó phải biết người đó là mẹ của nó chứ ai đâu mà bây giờ nó thật sự mẹ mà gọi cả. Như là tôi nói quý bà con, một đứa con gái mà chẳng lẽ bây giờ nó là người thân cận với mẹ nó nhất, mà chẳng lẽ giờ tiếng nói đó có phải của mẹ nó hay không, nó còn không nhận ra, thì cái điều đó là không hợp lý, điều đó là bất hợp lý quý vị. Chứ tôi nghĩ rằng đó là chị Hà gọi đấy, thì cái mốc thời gian và cái người gọi thì tôi rất tin tưởng chỗ con Bê Linh này. Thế thì cái vấn đề ở đây là chỉ có anh Tuấn và cái dì Năm là hai người nói sai cái sự thật về thời gian. Có nghĩa rằng cái kết thúc cuộc gọi là đã là 11:43, mà 11:47 theo lời dì Năm là cái như là điện qua anh Tuấn, điện qua cho dì Năm là nó là vợ anh chết rồi. Điều đó không thể xảy ra.
trong vòng cả như là 4 phút mà anh Tuấn có rất nhiều cái động tác, trong đó là cái động tác này để chúng ta khẳng định rằng cái mốc thời gian của dì Nam đưa ra là sai hoàn toàn. Có nghĩa anh Tuấn anh cũng đã khẳng định rằng sau khi vợ ảnh tuột xuống dưới mặt nước rồi ảnh còn vòng vòng ở trên kể như là còn 10 đến 15 phút nữa các bạn, đúng không? Thế thì làm chi có cái chuyện mà kể như là nó xảy ra là 11 giờ 47 phút mà anh Tuấn điện với dì Nam, điều đó là bất khả thi. Điều đó là mình loại nó luôn. Có nghĩa là dì Nam là cũng là người đang nói dối về cái mốc thời gian. Thế lý do nào mà dì Nam nói dối? Dì Nam nói rằng cái như là 11 giờ 47 là Tuấn điện báo là cái như là cho vợ, cho dì Nam biết là vợ anh mất. Rồi bắt đầu là điện dượng 10 ra để giải cứu. Rồi dì Nam cũng phải là cái chờ chồng vừa ăn cơm ăn đồ rồi cái như là mới điện thoại qua cho mẹ của chị Hà, là lúc đó là 12 giờ 5 phút. Tôi nói quý bà con bây giờ nói thật sự, từ 11 giờ 47 mà đến là 12 giờ 5 nó cách nhau tức là mười mấy phút. Ủa tại sao mà cái chết con của người ta mà chị thấy kể như là nó nhẹ nhẹ quá vậy? Thế cái thời gian mười mấy phút đó chị điện cho ai? Sao không ưu tiên gia đình chị Hà? Hả? Trong vòng mười mấy phút đó, đáng lý ra đó, nếu mà một người gì gọi là nói tôi thương con Hà lắm, thằng Tuấn tôi không thương, mà tôi thương con Hà nhiều lắm. Vì con Hà nó chết nó cũng làm tôi mất một đường dây. Thì tôi hỏi quý bà con bây giờ, chẳng lẽ cái giai đoạn mười mấy phút đó mà dì Năm kể như xỉu quá vậy? Chẳng lẽ nghe Tuấn báo gọi dì ơi vợ con chết rồi, dì Năm kể như là cũng có hỏi lại một câu nè, có thiệt không, nó chết thiệt không, mày làm con nhỏ chết rồi. Đấy là những lời dì Năm nói, đúng không vậy? Thế thì tại sao mà nói thật sự một người gì mà thương cháu dâu mình như thế mà không báo cho gia đình của cháu dâu, mà phải đợi là tới mười mấy phút báo? Tôi nói về cái tâm lý, giả sử mình nghe một thông tin như thế mà mình là người thật việc thật, nó xảy ra một cái chuyện gọi là nó chết ngoài ý muốn của tất cả mọi người, thì phải điện báo ngay cho gia đình. Khi ở đây anh Tuấn thì anh sợ, mà không biết anh Tuấn sợ cái gì. Anh điện cho dì Năm, điện dượng 10 ra để mà cái như là điện dượng 10 ra để mà tiếp với ảnh. Thế thì ở đây tiếp là tiếp cái gì? Còn dì Năm thì cái tại sao mà thương một con cháu phải tốn một khoảng thời gian khá dài rồi mới điện cho gia đình của chị Hà? Trong khi đó gia đình của chị Hà liên tục phản bác vấn đề là gia đình của anh Tuấn không điện. Đây cũng là một trong những cái mà nó thật sự ra đó, mình cũng cảm thấy nó cũng có những cái nó lằng nhằng ở đây về mất thời gian và tất cả những cái vấn đề mà trao đổi thông tin qua lại giữa hai gia đình. Thì chúng ta thấy đây nó không có một cái sự logic, một cái sự là nó phù hợp. Mà cái như tôi thấy đây là một trong những thông tin không đáng tin cậy. Có nghĩa là vì mất thời gian mà dì Nam đưa ra không đáng tin cậy. Mà vì sao dì Nam phải đưa ra những mất thời gian như thế? Thì chúng ta phải hỏi ngược lại dì Nam. Chỉ có dì Nam là một trong những người biết rất rõ, đúng không vậy? Chứ còn nếu mà nó thật sự quý bà con đó, nếu mà dì Nam không vô đám tang, không nói ra những cái câu từ mà nó quá vội vàng như thế, thì đến bây giờ nó thật sự sự việc nó bế tắc. Cũng có những mốc thời gian như thế mình cảm thấy nó bất ổn thì mình mới xoay lần ra thôi đó. Và cái vấn đề tôi cũng đã từng hỏi bà con ở cộng đồng đó, có nghĩa rằng dì Năm cũng đã thừa nhận rằng tất cả tài sản bây giờ là chị Hà nắm đó. Và anh Tuấn cũng từng kể như là dì Năm cũng đã từng kể khuyên chị Hà là thối lại cho anh Tuấn đi, nó cần bao nhiêu thì con đưa tiền đi, thiếu thì dì Năm tiếp cho đó. Và dì Năm nói rằng bây giờ là con cứ xem nó là chồng hề đi. Thì tôi hỏi quý bà con, bây giờ tài sản chị Hà nắm rồi đấy, thì bây giờ cái như chị Hà chết rồi, thế thì những ngày vừa qua ai là người kiểm soát cái tài sản này đấy? Vì sao cái sách lại phá đấy? Tất cả những cái tôi nói quý bà con là nó có những cái gọi là cái này nó giống như là một cái mà quan điểm tôi đấy. Và tôi nghĩ đây giống như một cái sự mà cái như là từ gia đình của anh Tuấn, anh có những cái suy nghĩ như thế nào thì mình không biết. Chứ mình thấy cái vấn đề mà những người trong gia đình lên nói mình cảm thấy nó bất hợp lý, mà nó bức xúc vô cùng. Thậm chí rằng tôi nói là cái ngày mà ngày chết của chị Hà mà mẹ chồng đâu không thấy, đúng không?
Giả sử thâu bây giờ đó thật sự dù sao cũng con dâu của mình đế cho mình hai đứa cháu nội thì cái ngày đó thì mình cũng tới để mà xui gia với nhau. Nhưng mà không tới thì chúng ta phải hỏi vì sao mẹ của anh Tuấn không tới. Thì chúng ta thấy rằng cái gia đình người này sống quá cạn tình cạn nghĩa. Vì năm á, vì năm tới đám ma chẳng qua tranh thủ cơ hội để mà PA kể như cái lòng tốt của mình, cái lòng tốt của một bà dì để nhằm cứu một ai đó. Đó. Rồi vì năm cũng bị đuổi ra khỏi đám ma, vì năm cũng là ấm ức đi về. Đó quý vị. Còn thằng chồng, thằng chồng thì cũng tới, nhưng mà tới trên cái cương vị của một người khác. Bên cạnh đó xuất hiện một ông dượng, ông cậu tư. Ông cậu tư của anh Tuấn có nghĩa là cái như là tôi nghĩ là chắc là cậu cậu ruột, chị anh của chị anh của dì năm á. Lúc mà vô đám ma, bà con thấy cái kiểu cách của ông cậu này cũng muốn làm chủ cái cuộc chơi. Anh vô bắt đầu anh em YouTube là quay, có nghĩa rằng cái như là theo lời của là anh của chị Hà chia sẻ rằng đó là ảnh điện cho anh Tuấn, anh Tuấn mới về. Cái vấn đề đã tôi phân tích sâu vào vấn đề này để bà con thấy là anh Tuấn ra đi là có một lý do rất quan trọng. Đấy. Có nghĩa rằng cái như là bản thân của anh Tuấn là ảnh đã không về, ảnh đã không về. Đến lúc mà gần đi chôn thì anh hai của chị Hà có điện thoại. Thì anh Tuấn về, anh Tuấn về là thông qua cuộc gọi của anh hai của chị Hà. Thì tôi hỏi quý bà con, người ta đã điện bảo mình về thì sợ chi mà sợ người ta đánh, đúng không? Tôi nói không có sợ người ta đánh được. Khi mà nói thật sự anh hai đã điện về để mà kể như là thắp cho vợ mình một nén nhang, đó là câu từ người ta nói một cách rất lịch sự. Nhưng mà khi mình đã bước về đám ma đó thì mình phải đặt cái trách nhiệm mình ở đâu. Mình phải hiểu mình lúc đó là thằng gì, thằng chồng là thằng gì, đúng không? Có ai mà điện thoại gì để muốn cho con em gái mình nó cũng nhắm mắt ra đi cho nó thanh thản mà cái đi đánh cái như là đánh lộn linh sinh trong đám ma quý vị? Không có. Mà đây là anh hai của là chị Hà, là cũng là người anh cả chị đầu, cũng rất uy tín trong gia đình. Có nghĩa là anh hai nói là cái những người khác là không dám manh động. Nên tôi hỏi quý bà con bây giờ đó, bây giờ anh Tuấn anh sợ cái gì mà anh thắp nhang xong rồi anh vội vội vàng vàng anh ra đi? Đó. Giống như là một người đang trốn chạy một cái chi đó, chứ không, đây không phải là sợ. Sợ nó khác quý bà con. Sợ nó. Nó sợ là nói thật sự, khi mà một người họ sợ đó thì họ phải có một cái vấn đề gọi thành khẩn. Có nghĩa rằng họ gì à, họ cũng thể hiện hết cái trách nhiệm của họ, của một người chồng, của một người cha, để cho bà con họ nhìn vô đó, nói ừ anh đây dù sao đó, hiện bây giờ cái sự việc của chị Hà cơ quan chức năng đang điều tra, thì bây giờ trên cái phương diện mà nhìn kể như là thấy anh có những cái gọi là kể như là thanh thản. Có nghĩa là những cái vấn đề từ vấn đề là làm cái như là chủ tang tất cả mọi cái vấn đề liên quan với anh, thì anh cũng là một trong những người anh làm cái điều đó được, thì người ta sẽ có những cái xem xét lại. Nhưng cái này bà con có thấy là anh Tuấn về cái sự thành khẩn hay không? Anh Tuấn về là do kể như là anh của chị Hà gọi về đó. Thì chúng ta hỏi rằng có người bảo lãnh cho anh rồi mà anh về anh đã thành khẩn hay chưa? Chưa thành khẩn. Có nghĩa là anh về anh vẫn là cái như hiên ngang đi vô, mà cái nó thực sự ra thì cái như là mạch của anh vẫn mang khẩu trang. Đấy. Cái đây là nó thật sự anh bước về, anh bước về đám ma và anh ra đi, tôi nghĩ giống như là một cái cuộc trốn chạy. Cái này không phải là anh sợ gia đình đánh, mà anh sợ một cái điều chi đó. Anh sợ một cái điều chi đó, mà cái điều chi đó thì đến bây giờ tôi đang đặt một dấu hỏi, cái điều đó là điều gì? Đúng không vậy? Cái điều đó là điều gì mà để khiến anh Tuấn anh phải là kể như trốn chạy như thế? Đấy là một trong những cái mà cảm thấy nó bất hợp lý. Làm chi có chuyện người ta mời anh về, người ta gọi anh về, rồi người ta đánh anh, làm có chuyện, thiếu gì ngày đánh. Tôi thật quý bà con, nếu đã muốn đánh là rất nhiều ngày đánh, mà anh Tuấn nó thật sự anh không phải là người hiền. Riêng anh Tuấn đó, anh không phải người hiền. Qua cái cuộc gọi mà anh gọi cho Lợi Nguyễn lúc nãy, chúng ta thấy là anh Tuấn không phải người hiền, không phải người gọi là cái như là dễ chơi đâu. Anh không có buồn. Ờ, tao không nhớ luôn, giờ nghe không có gì
kêu đi kiếm, giờ vợ về nói em đi kiếm tức không lên nữa. Nhưng mà cái vợ kêu về nhặt ta nó có tính đi là nó tức không chịu lên. Đó các bạn thấy không? Những ngày đầu anh Tuấn không đi tìm vợ, mà có một thông tin mà nó quái ác nào đó, đó là anh Tuấn đi là chị Hà thấy mặt anh Tuấn là chị Hà không muốn lên. Cho nên anh Tuấn là dễ chi mà nói thật sự, khi mà anh biết được thông tin á là chị Hà thấy mặt của ảnh là chị Hà không muốn lên, cho nên ảnh mới chạy vào cái bãi cánh vàng, chạy xuống cái đảo Đài Loan để sẵn sàng là anh phá tung khu vực đấy nữa. Đấy, nhưng mà cái vị trí mà chị Hà cái như là nằm ở đó mà cái như là A Xin nhảy vô tìm là anh Tuấn anh lại có những cái gọi là cái không vừa lòng. À, đây là một trong những cái chúng ta phải, cái mấu chốt đây đấy thì chúng ta phải hỏi rằng anh Tuấn là anh tin về tâm linh hay là anh Tuấn là đang kiểu như dựa vào tâm linh, đúng vậy. Anh đã nói rằng chị Hà nói với ai đó, nếu như anh Tuấn đi tìm thì chị Hà sẽ không lên. Thế là cái điều đây chúng ta phải là hỏi một dấu hỏi rất lớn: anh Tuấn đang tin vào tâm linh hay là anh Tuấn đang dựa vào tâm linh? Tin vào tâm linh khác mà dựa vào tâm linh khác. Đấy. Mà cái vấn đề đây tôi nghĩ rằng anh Tuấn đang dựa vào tâm linh chứ anh Tuấn không tin vào tâm linh, đúng không chị? Tâm linh nó thật sự chỉ cho anh xuống bãi lục bình, anh xuống pha tan bãi lục bình của người ta có cái chi đâu vậy đó. Mà cái máy âm YouTube anh chạy theo, ô nghe cái mùi nó hôi hôi, nghe cái mùi nó thối thối. Tôi nói quý bà con, cái bãi lục bình nào mà không thối? Cái bãi lục bình nào tôi đảm bảo quý bà con cũng có những cái mà cái như là cá hoặc là rắn rồi đấy. Nhiều lúc nó chết nó cuốn vô trong cái lục bình là chuyện bình thường. Đó. Cá mà nói thật sự quý bà con, nó chết nó nằm dưới đám lục bình là tôi nói với bà con mà hôi nó hôi như cái chi chứ cá với rắn. Đấy. Nó hôi là hôi do cái xác động vật chứ không phải hôi do cái chi đâu. Một số anh YouTube đó, anh chui xuống đám lục bình đó, anh quay rồi một tay anh quay một tay anh bụm mũi hôi hôi, tự tin là cái này chắc anh chị Hà dưới đây nha quý vị, đồ anh khẳng định như đúng rồi quý vị, thua. Cho đấy là một trong những cái mà thực sự mình cảm thấy rằng có rất nhiều dấu hỏi mà đã đặt ra cho anh Tuấn này. Xin thưa quý vị là nó nhiều lắm quý bà con. Nếu mà đặt cho anh Tuấn này những cái dấu hỏi lớn đó, thì phải xem cho kỹ những cái thước phim mà lúc anh Tuấn ảnh đàm thoại những anh em YouTube. Có rất nhiều cái mà mình phải đặt một dấu hỏi vì sao lại như thế. Đấy. Riêng cái vấn đề mà anh không đi tìm vợ ảnh, người ta hỏi là anh giải thích. Ừ, Hà bảo rằng cái như là có mặt tôi là Hà không lên, cho nên là ảnh không đi tìm, vì đi tìm là có mặt ảnh là vợ ảnh không lên thì sao? Đó không? Đó. Thế thì ở đây á, bà con trả lời giùm tôi là anh Đăng Tuấn đang tin vào tâm linh hay đang dựa vào tâm linh? Đấy. Một là tin, hai là dựa. Đấy. Cái vấn đề đây thực sự quý bà con là một trong những cái mà nó thực sự chỉ có một không hai, chưa thấy trường hợp thứ hai. À, có nghĩa rằng cái như là vợ chết nẫu lên bền đánh xà lan lạc ly sữa, rồi đám ma vợ rồi về cái như là mang khẩu trang vô cái như cắm dài ba nén nhang rồi cũng ra đi vội vàng. Đấy. Rồi cái như là những cái vấn đề như mà anh nói rằng cái như mù mã tất cả mọi cái của vợ ảnh là ảnh lo, nhưng đến bây giờ bà con thấy những nguồn thông tin từ phía vợ ảnh phản hồi là tiền bạc tất cả mọi cái là người ta lo hết. Thấy không? Đây là một trong những cái mình phải hỏi. Rồi anh nói anh thương vợ thương con, mà cái 3 năm trời anh không điện cho vợ, không điện cho con anh một tiếng nào. À, mà anh không điện cho con là đây là cái trách nhiệm của anh, cái lỗi của anh, mà anh lại đi anh nhằn với bà vợ. Anh nói tao đi làm khổ mà con cái không điện tao, con cái không điện cho mình, đấy là do mình chứ không phải do con. Nó cần cái sự giáo dục thì cũng là cái như là thuộc trách nhiệm của mình. À, con cái muốn ngoan thì cha mẹ phải giáo dục thường xuyên. Đấy, phải răn đe nhé. Làm chi có cái chuyện mà để ra là cái như nó biết hiếu biết nghĩa liền. Đúng không vậy? Một người biết hiếu biết nghĩa, biết phải, biết cái như trái là cũng phải có một cái môi trường gọi giáo dục từ gia đình rất quan trọng.
mà đằng này nó thật sự anh cứ anh phó mặt cha vợ đấy, rồi cái như là làm chi mà có chuyện mà con anh cái không điện cho anh 3 năm trời mà anh không có một cái chi, thấy cũng hơi kỳ đó. Cho nên nói gì cái phân tích nhân vật này, xin thưa quý bà con, nó nhiều cái dấu hỏi lắm. Và thưa quý bà con thì cái buổi trò chuyện tới đây thì tôi cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc tại đây ha. Một lần nữa thì kính chúc tất cả các bà con cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và bà con thì vui lòng cho Lang Thang Sài Gòn một lượt like, và bà con nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký để nhận những cái cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lang Thang Sài Gòn. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bà con đã đồng hành cùng Lang Thang Sài Gòn trong suốt thời gian vừa qua, và mong rằng tiếp tục nhận được sự yêu thương của tất cả quý vị trên tất cả mọi miền đất nước. Cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Bye bye tất cả các bà con ha.